Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khả Gaming nha. Và Dư Khả chúc anh em buổi xem video vui vẻ. Ở video này thì bang mình vừa săn được cái bách bảo rương anh em. Cái này thì mở ra rất là nhiều vật phẩm. Thì tí nữa Khả sẽ cho anh em biết vật phẩm gì. Thì Khả đang mua với nó 6.5. Rồi, để sẵn tiện phát lương cho anh em luôn. Đó, chung là 6.5. Hiện tại trong bang hồi nãy thì đi hoạt động hết bao nhiêu người rồi? À đồ, hồi nãy bao nhiêu người rồi anh em? Giờ lên 32 người rồi. Tất cả trong này anh em hoạt động hết đúng không anh em? Hoạt động sang bất đại hết đúng không anh em ơi? Không, em đi chơi vui thôi. À, phá thiên không có đúng không? Rồi ok. Đúng rồi. Rồi 31 người. Hãy dây chia ra phát cho 31 người em ơi. Rồi nên chụp tấm hình lên đưa lên rồi em phát này. Còn cái kia dư đỡ đó, đổi màu hoặc là gì đó lần sau bù em ơi. Em mới. Em mình đưa đây. Giờ hôm nay với cái 6.5 là đủ phát rồi. Thường thiếu là mình bù vô được. 31 người. 31 người rồi, đang chụp. Trừ Khánh Phát Thiên là 31 người. À, bang mình bây giờ phải lên bãi quả để tổng hòa nó thấy là mình. Đúng rồi. Ngày mai nha anh em, thông báo anh em là tối ngày mai 7:30 anh em nhớ like đầy đủ để đánh quả nha anh em, hoạt động quả nha. Và hoạt động quả như thế nào thì anh em nhắn lên cái phần công hạt á, có cái bản đồ quả anh em. Anh em ngâm cứu cái bản đồ để giúp Khải nha. Ngày mai Khải sẽ xói theo bản đồ đó nha anh em. Ngày mai Khải sẽ xói theo bản đồ đó nha. Khải là thông báo với họ là mai bang mình lên. Đúng rồi. Em có thông báo. Một bên Khải là báo với họ. Rồi. Là mai bang mình á anh em lên đánh nhau. Rồi á, Dư ơi phát cho cái bản hình em ơi. 31 người. Rồi, anh em cứ đứng chờ nhận lương anh em ơi. Đúng rồi, ngày mai em thông báo hôm nay rồi mà. Ngày mai bắt đầu là bang mình bắt đầu hoạt động từ ngày mai mà. Chung là cố gắng hoạt động thì mới có lương hỗ trợ từ AD anh em. Cái gì? Ông mèo mèo nói gì đây? Gì đây? Ở đâu đây? Lâu ở đâu ra lòi ra ông gì vậy? Game rác chơi làm lìn gì? Không lo kiếm tiền xây dựng đất nước. Ngồi đây chém chơi game anh liền. Há thánh. Toàn thánh rồi nè. Việc ông việc gì ông phải lo cho cái nồi cơm người khác mèo mèo. Nói thiệt ông á. Ông lo nồi cơm khác làm gì, ông lo cho ông trước đi. Người ta đủ đơn giản, người ta có dư, cái dạng người ta có đam mê, người ta mới vào game người ta chơi, chơi để trải nghiệm. Đơn giản người ta là một tháng 50 triệu cũng cờ người ta, không liên quan đến ông, có thiệt luôn. Còn người ta đam mê, người ta gì đi làm về thì tối lại người ta chơi game một tí thôi, chứ có gì đâu mà gì mà phải lo đất nước rồi cơ rồi. Thánh. Ơi, nó làm như là mình tổng thống rồi, mình không lo gì đất nước rồi, nói mình được nè. Mình thì cũng người dân bình thường thôi. 31 người cộng 2 nhà MiBook cộng 1 cung Lovebook bằng 34. 6.500 xu quá anh em, 191 xu nha. Thánh đợi. Đồng mua anh em à. Bạn cầm giúp anh nha. Bây giờ nè, anh em bây giờ gom lại xu lẻ đó. Rồi, ok anh em nha, bây giờ thì chung là mình khó chịu chỗ cái câu nói ông mèo mèo đó thôi. Chung là ok, bây giờ Khải sẽ mở rương cho anh em xem. Đây, không đỡ chờ đợi lâu. Vâm. Trời ơi, má nhỏ. Đèn vải. Đèn vải rồi. Ông nào mà ra đảo nói tôi chở đi. Đèn vải rồi gì? Đồng ý là đúng rồi đó. Đi. Mở được cái phù dung đậu xanh 5-6 kim của tôi. Cái bánh rồi à? Đậu xanh được 5 điểm rồi. 5 điểm tính ra lỗ 3 kim. Lỗ 3 kim nó bằng 7 kim thôi. Nhỏ đậu xanh. Được cái kim năng thì là hòa. Đậu xanh là bánh đó lỗ bánh đó. Đã nói rồi, đưa cho Long một đi, để Long bắt nhang cho. Lỗ vãi rồi, thôi chịu không, rồi. Nói không nghe. Nhiều khi.